các bác nhé. Bây giờ là hơn 11 giờ trưa rồi. Để tiếp tục em lại giới thiệu cho tất cả các anh chị về một siêu phẩm của dòng máy giặt. Đây là dòng máy giặt Toshiba của con có mã hiệu là TVGF 9200 các bác nhé, Z9200. Đấy, con này thì em chưa vệ sinh, chỉ có lau qua bên ngoài thôi. Đấy, độ mới vẫn còn rất là nhiều. Đấy, con này thì mẫu của nó là hàng cao cấp, giật 9C6 xây block. Con này có một cái màu rất là độc lạ, đó là màu hồng be. Đấy, từ trước là em có một con máy rất đẹp. Đấy, con này cũng là giật 9C6, giật bằng công nghệ carbon và bã bọt, đầy đủ tất cả công nghệ, có chức năng Pico Ion là giật khô và có Eco nữa. Đấy, màn hình LCD. Đấy, đây là một trong những mà phân khúc cao cấp của dòng tô và sấy bằng điều hòa sẽ ngôn từ trực tiếp. Về cái form này thì rất nhiều người bắt mắt của dòng Toshiba Z9200. Đấy, em sẽ quay từ tổng thể một con máy. Về dòng máy giặt thì rất nhiều hãng, cũng như dòng của Nhật cũng như là dòng của Việt Nam cũng vậy, đều có những cái thương hiệu riêng cho mình. Nhưng đối với dòng Nhật thì dòng Tô và Panasonic, đây là hai cái món hàng rất là chủ đạo của dòng máy giặt, cũng như là cái trong những cái thương hiệu của dòng máy giặt Nhật nội địa. Đấy, với con này thì các bác yên tâm khi chúng ta sở hữu cho mình một trong những cái dòng máy của dòng Tô. Để chúng ta tới cái mùa lạnh cũng như mùa lồm ẩm thì các bác giặt xong phơi khô, đặc biệt những nhà bác nào có con trẻ nhỏ, trẻ nhỏ hoặc là có những người già thì các bác không phải, thậm chí những các bác ở trong nội thành thủ đô, thủ đô Hà Nội hoặc thủ đô thành phố Hồ Chí Minh thì là không gian chật hẹp thì nó sẽ rất là tiết kiệm khi chúng ta sử dụng công nghệ là giặt sấy trên một cái máy này. Như Việt Nam chúng ta thì đúng bây giờ thì cũng đã và đang có những cái dòng máy giặt sấy tích hợp trên một máy, giống như cái dòng máy giặt nội địa này. Nhưng tuy nhiên thì họ công nghệ của Việt Nam chúng ta chỉ là cái công nghệ là sấy bằng nhiệt thôi, nhưng mà nó về giá thành thì cũng không hề rẻ các bác nhá. Một con máy tầm trung trung bây giờ người dân giờ phải 17-18 triệu, hoặc là những con cao cấp một chút là 22-25-30, có con dòng 40 triệu cũng có. Nhưng mà chưa sở hữu được cho mình những cái công nghệ giặt bằng sấy bằng block, tức là anh em gọi là sấy bằng điều hòa đấy. Đấy, vậy chúng ta còn an tâm gì nữa, chần chừ gì nữa, hãy nhắc alo điện thoại cho em với con máy là Z9200 này, để chúng ta sở hữu được những công nghệ tiên tiến nhất, bậc nhất hiện tại bây giờ. Đấy, vậy video em dừng tại đây. Bác nào có nhu cầu về con Toshiba Z9200 màu hồng be, độ mới còn rất nhiều, thì hãy liên hệ sớm với em nhé. Tôi xin chào các bác.